sĩ vì đã dành thời gian tham dự chương trình này. Kính chúc quý vị có một năm mới mạnh khỏe, an khang và sự như ý. Mục tiếp thu thực sự được cái gì vào trong cái bộ não của con, dạ. Con học được cái gì, con cải thiện được cái gì. Mình có cùng quan điểm với các mẹ là muốn là cho con một cái môn thứ hai. Kết quả của cái việc học và quá trình chúng ta dạy học sinh, cái gì quan trọng hơn để chúng ta nhìn vào, để chúng ta cùng đồng hành, thì cái điều đấy là điều mà chúng tôi rất muốn đưa ra chia sẻ ngày hôm nay. Star English, một công ty thuộc tập đoàn giáo dục Atlantic. Five Star English.